Chào dịch bao. Chào Dr. Khỏe, Quý Bình tới rồi đây. Nghe Dr. Khỏe sửa nhà là tranh thủ chạy qua giúp một tay liền đó. Cảm ơn Quý Bình và dịch bào nha. Ủa Dr. Khỏe, Quý Bình thấy các bức tường hầu như là được sơn phết mới hết rồi. Chuyện này Dr. Khỏe bất ngờ lắm. Là do sáng nay các bạn nhỏ đến hỗ trợ đó. Dr. Khỏe thông báo, mong có một hai bạn nhỏ đến giúp thôi. Ai ngờ, tận hơn 10 bạn đến, mỗi người một tay, nên làm khá là nhanh. Dr. Khỏe tốt bụng nè, giàu lòng yêu thương, nên là được các bạn nhỏ nhiệt tình giúp đỡ lại đó. Ý, vẫn còn một mảng tường chưa được sơn phết kìa. Đúng rồi, do cao quá, nên khó có bạn nhỏ nào dới tới được. Dr. Khỏe chuẩn bị thang, định leo lên sơn nè. Dạ, vậy để con giúp cho ạ. Con là một đáng là xong ngay đó mà. Ồ, công nhận dịch bầu dễ thương thiệt luôn ta. Có cần Quý Bình phụ gì, lên tiếng nha dịch bầu. Ôi, sao tự nhiên chóng mặt, hoa mắt, đau đầu như thế này. Phải mau chóng xuống đất mới được. Đâu tôi khỏe ơi, con cảm thấy trong người khó chịu quá. Cứ như có triệu chứng cao huyết áp đó. Chúng ta vào nhà kiểm tra nha. Theo kết quả máy đo thì dịch bầu đúng là bị cao huyết áp. Dạ đúng rồi. Con có tiền sử cao huyết áp. Chắc do đứng ở trời nắng lâu quá. Đừng lo nha, dì đã có củ niễn ở đây. Đã xong rồi ạ, mời bạn dịch bầu dùng. Bên cạnh việc dùng thuốc thì đây là món ăn giúp giảm huyết áp có thành phần củ niễn. Wow, cách làm như thế nào vậy đó tôi khỏe? Chúng ta bóc bẹ củ niễn, rồi gọt vỏ, luộc chín, thái chỉ và để ráo nước. Tiếp đó, dùng trứng gà đánh nhuyễn, chiên thành lớp mỏng, chút củ niễn đã thái lên trên trứng gà và cho gia vị vừa ăn, dùng khi còn nóng. Hay thiệt! Tại sao củ niễn lại có khả năng giúp giảm huyết áp vậy nè? Dạ, theo y học cổ truyền, em có tính hàn, vị ngọt, béo, có mùi thơm, tác dụng thanh nhiệt, trừ phiền, sinh tân, chỉ khát, lợi đại tiểu tiện. Còn theo y học hiện đại, các thành phần có trong củ niễn như là folacin, pentotinic acid, pectin và các vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, vitamin D, vitamin E và vitamin K. Qua nghiên cứu cho thấy có tính chống oxy hóa tốt, đồng thời có tác dụng ức chế men chuyển. Ức chế men chuyển là một cơ chế dùng để điều trị cao huyết áp. Tuyệt vời quá! Nhưng mà khi dùng củ niễn, mình có phải lưu ý điều gì không hả Dr. Khỏe? Do có tác dụng làm mát cơ thể, không nên dùng củ niễn trong trường hợp tỳ vị hư hàn. Đây là người bệnh tiêu hóa kém, đầy bụng, lạnh bụng, tiêu chảy. Tuy củ niễn rất tốt, nhưng chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Với người cao huyết áp, phải thường xuyên tái khám đúng hẹn nha. Cảm ơn những chia sẻ của Dr. Khỏe rất là nhiều nè. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Quý Bình, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha.